Chúng ta đã thất bại rồi. Không điểm tròn chỉnh, 3 trận toàn thua, 8 lần bị chọc thủng lưới, 2 tấm thẻ đỏ đáng trách và vị trí chót bảng. Asian Cup 2023 khép lại với đội tuyển Việt Nam ngay từ vòng bảng khi tiếng còi mãn cuộc trận đấu với Iraq vang lên. Người ta chẳng biết nên vui hay buồn. Một hành trình mà mảng màu đen trắng, cảm xúc vui buồn, khen chê, đan xen lẫn lộn rất khó để diễn tả. Và ở đó còn có những bài học xương máu để Philippe Jussier có thể vớt vát lại một chút niềm tin nơi người hâm mộ đang mất dần về ông. Ngay từ cách dùng người và phương án chiến thuật của huấn luyện viên Jussier, người ta đã cảm thấy khó hiểu. Nhìn ông Dũng chơi một trận đấu 10 điểm trước Iraq, người hâm mộ mới có quyền tiếc nuối. Bởi lẽ nếu ông Jussier sử dụng tiền vệ 30 tuổi ở màn tử chiến với Indo, mọi chuyện có thể đã khác. Những chữ nếu sao nghe mà xót xa, bật lên giữa hàng loạt những quyết định nhân sự mà chỉ có ông thầy người Pháp mới dám làm. Đã nghèo lại gặp cái eo, đội tuyển Việt Nam thua thiệt về lối chơi, thua về con người và cũng thua luôn ở bản lĩnh. Hai tấm thẻ đỏ ở vòng bảng đã lột tả hết nét tâm lý thi đấu thiếu vững vàng, non kinh nghiệm và cách thi đấu có phần chộp giật của đoàn quân có độ tuổi trẻ thứ hai giải đấu. Để nhớ rằng trong cả thầy 53 trận dưới thời của huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam cũng mới chỉ nhận 2 thẻ đỏ. Một lần nữa, ông Jussier phải đứng lên chịu trách nhiệm cho chính sách ưu tiên cầu thủ trẻ của mình. Khuất Văn Khang khiến tất cả phải lắc đầu ngán ngẩm với tình huống mà chẳng ai có thể nghĩ ra. Một pha tranh chấp bóng bồng diễn ra ngay trên phần sân của đối thủ. Không cần thiết phải phạm lỗi, nhưng cầu thủ 20 tuổi đã chọn con đường tối nhất. Võ Minh Trọng đáng lẽ ra điềm tĩnh hơn khi nhận thấy tiền đạo Iraq đang dẫn bóng ở vòng cấm địa, để Nguyễn Philip không phải hóa thành anh chàng thủ môn tội nghiệp phải nhận hai quả penalty chỉ trong một trận đấu. Trận trước là pha kéo áo gây phẫn nộ cộng đồng mạng của Thanh Bình, một tình huống cho thấy trung vệ 23 tuổi thiếu cả khôn ngoan lẫn độ tỉnh táo. Để thấy sự khác biệt giữa kinh nghiệm và non trẻ, hãy để ý những hành động rất nhỏ của Duy Mạnh khi được tung vào sân ở trận đấu với Iraq. Sau khi Hussein Ayman đánh bại Nguyễn Philip trên chấm phạt đền để ghi bàn thắng thứ ba, trung vệ 27 tuổi liền tiến đến trọng tài phàn nàn một điều gì đó. Dù không mang lại kết quả, nhưng cũng tạo ra sức ép cho người điều khiển trận đấu. Mọi thứ cuối cùng lại quy về thiếu kinh nghiệm thi đấu. Huấn luyện viên Jussier thích dùng hàng trẻ và kết cục mà đội tuyển Việt Nam phải hứng chịu ở một giải đấu lớn như Asian Cup là không hề dễ chịu một chút nào. Đừng nói đây là sân chơi để cọ sát và thử nghiệm, bởi từ đầu VFF đã đặt mục tiêu ít nhất phải vượt qua vòng bảng. Và sau 3 trận, đoàn quân của huấn luyện viên người Pháp thua cả 3, ngậm ngùi xách vali về nước ăn Tết sớm. Không những thế, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam còn là đội tuyển có hàng thủ tệ nhất giải khi đã thủng lưới 8 bàn, cũng là đội chơi xấu nhất giải với 2 tấm thẻ đỏ. Giữa bộ mặt thất vọng, vẫn có những tiếc nuối. Chúng ta đã chơi một trận khó tin trước người Nhật, vượt lên dẫn trước đội bóng đạt đẳng cấp thế giới. Chúng ta đã có những cơ hội ngon ăn nhưng không thể tận dụng trước người Indo. Rằng Tuấn Anh chỉ cần nắn nót hơn thôi, đội tuyển Việt Nam đã có một điểm trước Indo rồi. Cho đến trận đấu với Iraq vẫn là một sự tiếc nuối lớn. Đoàn quân của Jussier dẫn trước cả hiệp 1, nhưng tấm thẻ đỏ hết cứu của Văn Khang đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Nhưng chúng ta cần phải thấy được sự sơ hở trong chiến thuật của phù thủy trắng, chính xác là khả năng linh hoạt trong cách áp dụng lối chơi. Xin chào, lại là mình đây, Mai Anh Tài đây. Trong thời gian tới, ekip bọn mình sẽ mang đến cho anh em món ăn tinh thần mới mang tên huấn luyện viên Mai Anh Tài Discovery. Đây sẽ là nơi anh em tìm thấy mọi thứ ngoài bóng đá, ngược dòng lịch sử, nói chuyện với Tuần Thủy Hoàng, hóa thân thành thám tử đối đầu với Jack the Ripper, cùng Armstrong bay vào không gian khám phá vũ trụ hay thử làm người giàu, khám phá thế giới, giải mã bí ẩn, góp nhặt kiến thức thú vị. Hãy subscribe để ủng hộ chúng tôi nha. Tất cả đang chờ đợi anh em tại huấn luyện viên Mai Anh Tài Discovery. Trước Nhật Bản không chơi rát, Việt Nam đã chơi kiểm soát bóng khá ấn tượng. Nhưng với việc bề nguyên mô hình đó và màn đối đầu với Indonesia, nơi tập hợp các đấu sĩ, chúng ta lập tức gặp vấn đề. Theo vào đó, nếu bắt nhịp tốt hơn, huấn luyện viên Jussier có thể để các học trò chơi đơn giản, nhanh hơn, tốc độ hơn nhằm tránh mật độ pressing quá khủng từ người Indo. Chúng ta đã không làm như vậy và cố kiểm soát, và cuối cùng là nhận thất bại cay đắng. Ngoài ra, những gì diễn ra ở hành trình vừa qua có thể thấy đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Jussier thường yếu tâm lý ở những thời điểm mang tính then chốt. Đó là lúc mà người ta không thể không nhớ về hình bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Khi bàn tới khả năng làm tâm lý chiến, lên dây cót tinh thần để thúc đẩy cầu thủ, chiến lược gia người Hàn Quốc quả thực khiến tất cả phải nể phục. Ông Park luôn có những cách hữu hiệu để kích thích lòng tự tôn dân tộc của các cầu thủ Việt Nam lên mức cao nhất, luôn sẵn sàng ra sân chiến đấu cùng khí thế ngút trời. Đó là điều người ta chưa thấy được ở đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Jussier. Bởi đã có lúc Đình Bắc và các đồng đội chơi rất hứng khởi, rất quyết tâm,
nhưng có những thời điểm chơi trùng xuống và bối rối một cách vô cùng khó hiểu. Cho đến thời điểm hiện tại, người hâm mộ vẫn chưa thể nguôi ngoài nỗi tức giận về màn thể hiện bạc nhược trước người Indonesia. Đội tuyển Việt Nam có thể thua bất cứ ai, nhưng tuyệt nhiên không thể thất bại trước những người hàng xóm như là Indo, Mã Lai hay là Thái Lan. Hơn ai hết, ông Chusie phải hiểu rõ tính thù địch trong những màn đại chiến Đông Nam Á để dồn toàn lực cho trận tử chiến với người Indo. Nhưng ngay từ việc chọn đội hình xuất phát, phù thủy trắng đã khiến không chỉ người hâm mộ mà cả giới chuyên môn đều phải ngã ngửa. Hùng Dũng ngồi dự bị và cho đến khi trận đấu kết thúc và không một phút nào được xuất hiện trên sân. Đến khi trở lại và tỏa sáng rực rỡ trong trận cuối với Iraq, tiền vệ của Hà Nội đã chứng minh quyết định sai lầm trước đó của Chusie. Có cảm giác ông thầy người Pháp đã quá chủ quan và có phần coi thường Indonesia. Ông bỏ qua nguồn năng lượng vĩnh cửu của Hùng Dũng để chọn nhà thơ Tuấn Anh và một Thái Sơn non kinh nghiệm. Hơn nữa là có một cả Quang Hải nhỏ con đối đầu mua hàng tiền vệ to lớn. Kết quả là hàng tiền vệ không thể kéo bóng lên phía trên, dù là bằng những đường truyền hay là dẫn bóng. Quan trọng hơn, mất Hùng Dũng, chúng ta cũng mất luôn khả năng tranh chấp ở tuyến giữa. Tuấn Anh, Thái Sơn và Quang Hải gần như lọt thỏm giữa hàng tiền vệ cơ bắp của Indonesia. Đối đầu với những đội bóng ở Đông Nam Á, khi mà hai bên quá hiểu nhau, người huấn luyện viên trưởng nên linh hoạt hơn về chiến thuật. Trong trường hợp này, ông Chusie lại tỏ ra quá trung thành và kiên định với lối chơi kiểm soát bóng. Tất nhiên đây là điều có lợi về lâu về dài cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng trước người Indo, nhiệm vụ sống còn là phải có điểm. Chúng ta có thể tạm bỏ qua triết lý chủ đạo để hướng tới cách chơi hiệu quả. Nói đến điều này, một lần nữa phải nhắc về huấn luyện viên Park Hang-seo. Dù từng lúc mạnh yếu ra sao, đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Park luôn nắm thế chủ động cho các cuộc đối đầu với những người hàng xóm. Đó là những năm tháng mà người hâm mộ gần như tin tưởng tuyệt đối rằng cứ khi nào gặp Indo, Mã Lai, Singapore, chúng ta nghiễm nhiên chiến thắng. Điều đó chỉ ra người kế nhiệm như ông Chusie phải có cái nhìn sâu sắc hơn về bóng đá Đông Nam Á, hay nói cách khác là tìm hiểu kỹ lưỡng hơn. Hành trình của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup năm nay khép lại với trận đấu khiến người ta tiếc nuối nhất là trước người Indo. Những chữ nếu xuất hiện dồn dập. Nếu ông Chusie để chúng ta tiếp cận trận đấu theo hướng khác, nếu chúng ta linh hoạt hơn, nếu các cầu thủ biết chắt chiu cơ hội, nếu và nếu. Nếu VFF coi Asian Cup là cơ hội để trau dồi kinh nghiệm, đội tuyển Việt Nam đã thu về những bài học đắt giá và quý báu. Nhưng nếu coi đây là sân chơi thành tích, như mục tiêu ban đầu là vượt qua vòng bảng, chúng ta đã hoàn toàn thất bại. Lần đầu tiên sau 5 năm, đội tuyển Việt Nam chính thức rớt khỏi top 100 trên bảng xếp hạng FIFA, cũng mất luôn top 1 khu vực Đông Nam Á. Chắc hẳn những bùi hoàng Việt Anh, Hùng Dũng không hề muốn về nước ăn Tết sớm theo cách này. Ở hai lần tham dự trước, binh đoàn Dùng Vàng đều vượt qua vòng bảng, đặc biệt là thành tích lọt đến tứ kết năm 2019 vang dội dưới triều đại của huấn luyện viên Park Hang-seo. Con đường mà ông Chusie chọn là con đường mà người sắn tay áo làm cách mạng, mà đã là cách mạng thì phải có đau thương. Thôi thì mượn lời của Hùng Dũng trước giải đấu, cần có những vấp ngã, những sai lầm để các cầu thủ trẻ trải nghiệm và rút ra bài học. Tiếc là ở Asian Cup năm nay, đoàn quân trẻ của Philippe Chusie đã ngã khá nhiều và ngã rất đau. Người hâm mộ thì vẫn vậy, sự kiên nhẫn là có giới hạn. Điều mà tất cả muốn thấy sau cùng vẫn là kết quả, là thành tích đạt được, chứ không phải là những lời hứa hẹn trên đầu môi. Thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời rằng huấn luyện viên Philippe Chusie có đủ sức làm cách mạng thành công cho đội tuyển Việt Nam hay không.